Tôi xin học lời Chúa với các thánh đồ trong câu số 5 của Thi Thiên 68. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người quá buộc. Rồi câu 6 luôn. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn. Cảm ơn Chúa là lời của Chúa cũng cho chúng ta thấy được cái sự an ủi của Đức Chúa Trời đối với những con người sống đau khổ ở trên đất. Thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi. Cảm ơn Chúa. Vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta cũng chưa phải bị mồ côi, đúng không? Mình có cha có mẹ. Nhưng mà tôi thấy thật ra thì cũng cũng sẽ mồ côi, tại vì chúng ta cũng không ở đời mãi với cha mẹ được. Nhưng mà mình thấy là những cái hoàn cảnh khó khăn thì Chúa thường lưu tâm đến, đúng không? Chúa lưu tâm đến, ví dụ như bây giờ mình thấy như là như ý đi, đúng không? Cô Như đơn. ý thì có cha có mẹ, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng không được bảo bọc, đúng không, của cha mẹ. Nhưng mà ở đây thì Chúa đến với lời Chúa dạy thì mình thấy là Chúa lại nói là Ngài là cha của trẻ mồ côi. Kẻ một Nhưng mà ở đây thì nó là trẻ mồ côi. Cái bản dịch mới thì lại nói là trẻ mồ côi. Hay không? Thì rõ ràng là con thấy con được an ủi không? Đúng không? Chúa hứa là Ngài là cha của trẻ mồ côi. Vậy thì con có phải bị mồ côi không? Cũng là bị mồ côi, đúng không? Có mồ côi Không có ai nhé. chăm sóc thì là Thì mồ bây giờ cha côi. mẹ không có thì rõ ràng là mình đang đang gọi là mồ côi, đúng không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, nhờ Chúa cũng cho mình cái sự mồ côi đó mà mình có một người cha tốt hơn, người mẹ tốt hơn là gì? Là Đức Chúa Trời. Trẻ mồ Amen. côi. Amen. Thứ hai là người mẹ của mình là gì? Là Hội Thánh, đúng không? Hội Thánh là người mẹ để chăm sóc cho mình, đúng không? Nuôi dưỡng về cho chúng ta về phần thuộc thể, và cha thánh ở trên trời là nuôi dưỡng cho chúng ta về phần thuộc gì? Thuộc linh, đúng không? Vậy thì chúng ta có người cha người mẹ tốt hơn không? Amen. Cảm ơn Chúa. Khi mà chúng ta suy nghĩ về điều đó thì chúng ta mới thấy là gì? Chúng ta mới biết là Đức Chúa Trời là đấng thật sự là yêu thương chúng ta, là Ngài yêu thương thật sự, chứ không phải là ruồng bỏ chúng ta. Ngay như con người thì Chúa cũng cho chúng ta thấy rằng có thể con người cũng ruồng bỏ cả con cái mình, đúng không? Nhưng mà cha của chúng ta trên trời có ruồng bỏ chúng ta không? Ngài luôn dõi theo và quan tâm đến đời sống của những trẻ mồ côi. Rồi coi như là gì nữa đây? Quan xét của người quá buộc. Ở đây thì nói là Ngài Ngài luôn để ý và phân xử cho những con người mà những người quá buộc, tức là những người cô đơn, những người mà gọi là không có cái nơi để nương tựa, đúng không? Thế thì chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta phải nương tựa vào nơi Chúa thì Chúa mới mới giúp đỡ cho chúng ta. Amen. Khi mà chúng ta còn có con người để nương tựa thì sao? Thì Chúa chúng ta không thấy. Không Đó, ví thấy. dụ như là như ý đi, cũng là một cái bài học cho chúng ta thấy là đấy, thì cha mẹ rồi ngay cả gia đình ruột thịt cũng có khi sao không không quan tâm luôn, đúng không? Thì thay vì nếu mà xác thịt mình thì sao cũng buồn, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đọc lời Chúa đây thì mình thấy có buồn không? Mình vui sướng là bởi vì sao? Bởi vì bây giờ không phải mình chỉ có một cha một mẹ không, mà mình có nhiều cha nhiều mẹ. Amen. Thay vì một người có một người cha có một người mẹ thôi để chăm sóc lo lắng cho mình, nhưng mà bây giờ mình có biết bao nhiêu người cha người mẹ để quan tâm chăm sóc và lo lắng cho mình. Amen. Thì mình thích có nhiều người để chăm sóc mình hơn hay là mình thích có hai người chăm sóc mình hơn? Có nhiều người chăm sóc mình, đúng không? Vậy thì như vậy là mình là cái người được phước hạnh vô cùng. Nhưng mà nhiều người họ không thấy điều đó thì họ lại chỉ nhìn vào thấy thôi cha mẹ tôi được rồi, đúng không? Thì chỉ chơi được với hai người đó thôi, còn ra ra ngoài thì không có những người khác giúp đỡ họ.
Thế thì ở đây Chúa cũng chỉ cho mình thấy là Chúa chăm lo cho mình rất là cặn kẽ, rất là chi tiết ở trong Kinh Thánh mô tả về cái hình ảnh mà Chúa chăm sóc chúng ta. Rồi câu 6 thì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng phải là những người mà gọi nhờ gọi là giống như là những người mà giang hồ tức là không có cái nơi nào gọi là gọi là để mình yên ổn một cái cố định, đúng không? Chúng ta giống như là những người mà đi gọi là cái gì, gọi là bụi đời ấy. À đúng rồi, chúng ta là cát bụi mà, đúng không? Cát bụi ở trong đời của chúng ta như là cát bụi thôi, và chúng ta đúng là thật sự là chúng ta không không có nhà ở, đúng không? Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa sẽ làm cho kẻ cô độc có nhà ở. Amen. Còn nếu mà chúng ta cố định ở trên đất này rồi thì sao? Thì Chúa nói là gì? Nhà đời đời chúng ta sẽ khó mà có được, đúng không? Tại vì Chúa nói rồi, ở trên đất này ngươi có rồi, ngươi đầy đủ rồi, đúng không? Thì ngươi sẽ không có được cái nhà đời đời ở trên trời, đúng không? Thì bây giờ mình có nhà ở dưới đất rồi thì mình đâu có cần nhà trên trời đâu. Còn cái người mà xác định là không, bây giờ mình giống như bụi đời thôi, không? Đời của chúng ta là cát bụi mà, hiểu không? Thì chúng ta không có cố định một nơi, như gió thổi bay đi đâu cát nó phải theo gió, không? Thì khi mà gió thổi là cát bay đi chỗ khác rồi, đúng không? Thì chúng ta cũng giống như vậy. Khi mà đi theo Chúa thì chúng ta không có cố định cái nhà tạm ở trên đất này. Amen. Mà chúng ta chỉ là khách lữ hành, tức là những người mà giống như đi du lịch vậy đó, không? Mình đi nơi này nơi kia, không có cố định một cái nơi nào hết. Thế thì chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta không có nhà ở một cách rõ ràng trên đất, nhưng mà điều đó cũng rất là tốt cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình đang ở đây thì mình cũng đi thuê đi mướn, đúng không? Thì chúng ta không có nhà cố định, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta một cái nhà to lớn ở trên trời. Amen. Và cái nhà đó là cái nhà nó còn giá trị đến đời đời kiếp kiếp, không có cái đời đời tạm này thì nó có mấy chục năm thôi, đúng không? Sống rồi cũng già, nua rồi chết. Nhưng hôm qua thì tôi tới Chúa đã giảng đó, thì chúng ta thấy là đấy, con người chúng ta chỉ được có 70-80 năm thôi là cũng là quá rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái nhà mà trên đất này rồi nó cũng sẽ cũ đi, nhưng mà có một cái nhà đời đời trên trời không bao giờ cũ đi. Amen. Và nhà đó luôn luôn mới, để rồi cho chúng ta thấy rằng đó đó là cái nơi ở của chúng ta thật sự, mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta là kẻ cô độc có nhà ở, rồi dẫn kẻ bị tù đày đến sự thịnh vượng. Amen. Amen. Vậy đi, Chúa cho chúng ta thấy là gì? Chúng ta là những kẻ bị tù. Ngày xưa mình không có Chúa, đúng không? Mình ở tù cho thế gian, cho ma quỷ, cho xác thịt, cho tội lỗi, thấy không? Tội lỗi tức là không tin Chúa là tội lỗi, thấy không? Thì bây giờ mình tin Chúa rồi thì sao? Mình được trở nên làm con thánh vua ở trên trời. Amen. Amen. Tức là con của vua thánh, sướng không? Ngày xưa làm con của người nông dân cực khổ quá đi, hay là làm con của người ăn mày ăn xin cực khổ quá đi. Bây giờ sao? Bây giờ làm con của ông vua thánh. Ông vua thánh ở trên trời. Amen. Sướng không? Có thích làm con vua không? Các con thích làm con vua không? Hay là thích làm con ăn mày? Có thích làm con của người ăn mày ăn xin không? Không ai muốn như vậy đâu, đúng không? Mà dù cho người đó là tốt lành, đạo đức, công bình gì đi chăng nữa thì cũng không muốn làm con của một người ăn mày hay là một người xấu số, đúng không? Thế thì cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng ta là những kẻ bị tù được đi đến sự thịnh vượng, tức là trở nên làm con của vua trên trời, là vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Sướng không? Như ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 thì Chúa hứa đó: nhưng thế ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên làm con cái của ai? Đó, vừa rồi ông nói là con của ai? Con của Đức Chúa Trời. Amen. Vậy thì làm con của Đức Chúa Trời hay là làm con của loài người, cái nào sướng hơn? Amen. Đó, thì đó là điều mà Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm
cho chúng ta được thoát khỏi cái tù đày của thế gian tội lỗi, của Satan ma quỷ. Amen. Để rồi chúng ta được đến nơi lạ lùng vinh hiển của Ngài, và Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta. Rồi nhưng khiến kẻ phản bội phải sống trong đất khô khan, ghê không? Đúng không? Vậy thì những con người phản bội là gì? Là những con người cứng lòng không tin Chúa. Amen. Amen. Vậy thì những người mà phản nghịch Chúa, tức là không tin Chúa, tức là không tin lời hứa của Chúa, thì sao? Đó có phải là những người trung thành của Chúa không? À, họ là những người phản bội Chúa. Giống như chúng ta buổi sáng vậy đó, chúng ta cũng phải khao khát để rồi chúng ta đến với Chúa. Amen. Để rồi gì, Chúa mới đến với chúng ta chứ. Còn bây giờ mình ngủ, Chúa có đến không? Ngủ là giống như chết rồi, đúng không? Nhưng mà Chúa cho mình là những người tỉnh thức để làm gì? Để đi đến với Chúa. Thế thì mình thấy mình sung sướng không? À, khi mà mình thấy mình sung sướng thì mình mới càng đến, thích đến với Ngài. Amen. Amen. Tại vì đến với Chúa chúng ta sẽ được nhiều điều phước hạnh từ nơi Chúa. Amen. Amen. Chúa sẽ chăm lo cho chúng ta, Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúng ta thích điều đó không? Amen. Giống như chúng ta sống mà chúng ta không phải lo nghĩ gì hết. Sáng dậy thì chúng ta được thờ phượng, sáng dậy thì chúng ta đi học hay đi làm hay bất cứ gì thì Chúa ở với chúng ta và Chúa sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta. Amen. Amen. Đó là điều mà tôi thấy là chúng ta như bài hát buổi sáng hôm nay, cỏ xanh tươi, Chúa khiến chúng ta được đến nơi yên nghỉ đó. Amen. Chúng ta không phải lo nghĩ gì hết, không phải bôn ba hay là vất vả nữa. Amen. Amen. Như hồi trước thì như ý là cũng phải đi làm đúng không? Không làm này làm kia đúng không? Mà làm trong cái sự sao? Cực khổ đúng không? Nhưng mà bây giờ thì Chúa đã đưa mình ra nơi tốt hơn. Amen. Mà làm cực khổ có tiền không? Cũng không có đúng không? Bây giờ làm cho chủ thì có tiền nhưng mà cũng phải chờ đợi mệt mỏi. Nhưng mà mình có Chúa rồi thì sao? Những cái đó Chúa hứa rằng Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Amen. Amen. Và chúng ta không phải lo ăn gì, uống gì, mặc gì như người thế gian nữa. Amen. Amen. Vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Có ngày nào chúng ta phải đói không? Có ngày nào chúng ta phải lo lắng vì cuộc sống mình thiếu thốn không? Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta ở trong sự nuôi dưỡng, sự bảo vệ của Chúa thì những điều đó Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta tin điều đó không? Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng chu cấp cho chúng con. Quả thật khi chúng con trở nên như con trẻ trước mặt Ngài thì Chúa hứa rằng Ngài không để chúng con phải thiếu thốn gì. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thật tự tên Chúa là bài trẻ em và từ câu 7 đến câu 9. Dạ. Tới Đức Chúa Trời khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng thì đất rúng động, các thần trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kìa cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa, khi nó mệt mỏi, Chúa bỏ. Amen. Hallelujah. Thế thì đây chúng ta thấy là cái bài vị mới này là cũng rất là hay. Dạ. Đấy, câu 7 thì nói là lạy Đức Chúa Trời khi Ngài đi trước dân Ngài, khi Ngài đi băng qua sa mạc thì đất rung chuyển, các tầng trời đổ mưa xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài ban mưa dồi dào, Ngài phục hồi sản nghiệp Ngài khi đã điều tải. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thế thì cái hình ảnh mà dân Israel đi ở trong đồng vắng này, sa mạc thì là không có nước, nhưng mà chính Chúa là cái nguồn nước của họ. Nguồn nước. Amen. Và bây giờ mà đất hay là con người mà không có nước có sống không? Chết. Chết, đúng không? Thế thì trong Kinh Thánh cũng bày tỏ là cái nơi khô khan mà không có nước ấy, thì cái gì nó sống ở đây? Không biết đâu. Trong Mai Thơ 12 ấy, đó là khi mà ma quỷ nó ra khỏi một người rồi thì nó tìm cái nơi này. Nơi nào là khô. Nơi khô khan. Đúng không? Vậy thì ai ở nơi khô khan? Ai ở nơi khô khan? Đúng không Duy? Đúng không? Ừ. Câu 43 đấy. Amen. 12, Ma Thơ 12 câu 43 đấy. Giờ ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
nhớ đi rồi. À đúng rồi. Matthew 12. À, con đọc luôn đi. Con đọc luôn rồi. Trước thì đọc. Chào anh có thằng chị đọc đi. Khi bà Na đang hỏi một người thì nó đi đến nơi cô đang kiếm chỗ nghỉ nhưng không kiếm được. Ừ, thấy chưa? Thế thì cái chỗ khô khan này là nơi gì? Nơi cái gì ạ? À, mê là gì ạ? À? Mê. Cái lòng của chúng ta mà khi mà khô khan chúng ta biết là lòng chúng ta khô khan, khô khan, không có sự sống thì chúng ta làm gì? Ma quỷ nó ở. Ma quỷ nó ở, đúng không? Một cứng còn, vô tín. Vô tín. Thế thì chúng ta phải làm sao? Ở đây nói là Đức Giê-hô-va mà đi đến nơi khô khan là nơi sa mạc đấy, là nơi khô khan đấy, thì đất nó cũng rung chuyển, các tầng trời sẽ thì đổ mưa xuống. Amen. Thế chỉ có Ngài đến để chu cấp cái sự sống này. Amen. Còn tấm lòng của chúng ta trước đây là nơi ma quỷ nó trú ngụ đúng không? Nhưng mà khi Chúa đến thì làm sao? Thì nó có sự sống không? Sống lại không? Nó được phục hồi sự sống. Nó được phục hồi sự sống lại. Amen. Chúa là đấng phục hồi của chúng ta. Amen. Amen. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta phục hồi lại cái sự sống thôi. Amen. Thế còn con người sống ở thế gian bây giờ lòng nó cứng cỏi, nó không có tin Chúa thì ai ở trong đó? À, ma quỷ. Amen. Mà nó không kêu cầu Chúa, Chúa không đến thì làm sao nó có sự sống? Nước có nước sự sống không? Không. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy là đấy. Người trước đây chúng ta là người thế gian, chúng ta là đất, lòng chúng ta là khô khan cứng cỏi đúng không? Chúng ta không có Chúa thì không có sự sống. Amen. Thì chúng ta tin Chúa, tiếp nhận Chúa thì Ngài là nguồn nước sự sống. Ngài sẽ làm mưa đổ xuống đúng không? Ngài sẽ ban phước và chúng ta là sản nghiệp của Ngài. Cho nên là khi mà chúng ta đi theo Chúa rồi nhưng mà cũng có lúc coi như là buồn thảm, cũng có lúc chán nản, cũng có lúc coi như là thế này thế khác thì thấy cái lòng của mình nó khô khan cứng cỏi thì Chúa nói câu 9 là Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa. Bây giờ chúng ta là những người của là gì? Là sản nghiệp của Chúa không? Amen. Khi nó mệt mỏi thì gì? Chúa sẽ bổ nó lại. Amen. Amen. Thế thì đây là cái điều mà chúng ta có sẽ trông cậy. À, lại Đức Chúa Trời Ngài ban mưa dồi dào, Ngài phục hồi sản nghiệp Ngài khi nó đi lại. Amen. Chúa làm được mọi sự. Amen. Amen. À, chúng ta trông cậy đến Chúa. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta thuộc về sản nghiệp của Ngài. Rồi Chúa sẽ phục hồi. Amen. Amen. Chúa sẽ làm cho nó sống lại, Chúa sẽ làm cho nó tươi tỉnh. Để Ngài đi ở trong đồng vắng, coi như là nơi đồng vắng sẽ trở thành coi như là gì? Suối bón nước vậy, coi như là bông hoa hường sẽ mọc lên. Đấy. Nơi nào mà Chúa đến là nơi đó có sự sống. Đúng không? Đúng không? À, lòng mình nếu mà khô khan thì mình tìm kiếm Chúa, mình cầu nguyện với Chúa thì Chúa đến để Chúa phục hồi lại. Amen. Amen. Làm cho nó tươi tỉnh, Chúa làm cho nó sống động lại. Đó là điều mà Chúa muốn với chúng tôi và đồng bào trẻ em. Xin hết chúc mừng soi. Amen. Cảm ơn Chúa. Sao mắt con còn đau đúng không? Đây còn đau. Con cứ cầu nguyện cầu để Chúa để tin cho con vui mừng ha. Đã được cầu nguyện đừng có phải ủ rũ, tại vì ủ rũ thì mắt mình cũng không khỏi được ha. Thế thì làm sao như bài hát vừa rồi mình ca vui trong khi đau đớn. À, con có đau đớn không? Đau đớn có đau không? Dạ còn à. Có đau không? Đúng rồi. Đau thì nhưng mà sao? Mình đau khổ thì nó có hết đau không? À, đau mà lại còn khổ nữa thì thôi là càng đau thêm đúng không? Vậy thì vui trong khi đau đớn thì sẽ làm cho từ từ nó sẽ hết đau. Amen. Amen. Vì Chúa hứa rằng gì? Sự vui mừng là sức lực của Chúa ban cho mình. Amen. Amen. Đây là con học lời Chúa vậy, con phải làm sao mình tin lời đó và nhận lời đó cho mình thì mình á. Amen. Amen, đúng rồi. Và khi mình cứ amen thì lời Chúa sẽ làm cho mình có niềm vui. Và niềm vui đó sẽ đánh tan đi những sự đau đớn ở trong thân thể của mình. Mình có tin không? Amen. Amen. Thế thì tin thì chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa ha. Amen. Xin Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua lời của Ngài để rồi mỗi chúng ta sẽ được Chúa giúp dấy lên một cái tấm lòng yêu Chúa, yêu lời Chúa và yêu mến lẽ thật là chính Ngài. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Ngài. Các con có câu hỏi gì nữa không? Còn không thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Hết rồi ha. Rồi, cảm ơn Chúa.